Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Sơn La xây dựng vùng nguyên liệu dược liệu theo chuỗi liên kết. Nông nghiệp Điện Biên vững tin vào năm mới. Hà Giang đặc sắc lễ hội Gầu Tàu tại khu nghỉ dưỡng Hermon Villa. Dự báo về thời tiết, các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phần cuối chương trình. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, 4.200 chiếc bánh chưng mà chùa Am, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ gói nhằm mang mùa xuân yêu thương đến cho người nghèo là một chương trình ý nghĩa mỗi dịp Tết đến xuân về. Năm nay là năm thứ hai, chùa Am phát động chương trình gói bánh chưng trao gửi yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn. Chương trình đã lan tỏa rộng rãi hơn khi không chỉ có Phật tử trên địa bàn huyện Tam Nông, mà nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tham gia ủng hộ với 2,7 tấn gạo nếp và đỗ, 2,6 vạn lá dong, 1,5 tạ thịt lợn. Trong dịp Tết vừa qua, 4.200 chiếc bánh chưng đã được hoàn thành. Thông qua các tổ chức xã hội, số bánh chưng này được gửi tới bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, các hộ nghèo trên địa bàn huyện Tam Nông. Một phần bánh chưng cũng được gửi tới xã Lương Sơn, huyện Yên Lập và huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, lan tỏa hơi ấm mùa xuân đến với các đồng bào vùng cao. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai dự kiến đón trên 100.000 lượt khách du lịch. Tuy nhiên, tới thời điểm này, lượng khách đến Sapa đã vượt mục tiêu đề ra. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, tổng lượt khách đến Sapa ước đạt 112.315 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 4.624 lượt, tổng doanh thu ước đạt gần 388 tỷ đồng. Những ngày đầu xuân mới, thời tiết thuận lợi cho du khách tham quan trải nghiệm tại các điểm đến như khu du lịch cáp treo Phan Xi Păng, khu du lịch núi Hàm Rồng, Thác Bạc, Thác Tình Yêu, thăm bản Cát Cát, Lao Chải, Tả Van, hòa mình vào không khí đón Tết tưng bừng vui tươi của đồng bào các dân tộc địa phương. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc bản địa như hội xuân mở cổng trời, lễ hội Pút Tồng, lễ hội Róng Pọc, hội xòe cũng đã và đang được tổ chức, tạo thành chuỗi sự kiện thu hút du khách trong và ngoài nước đến Sapa. Cây chè luôn được tỉnh Lai Châu xác định là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, công tác trồng mới được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Năm 2024, toàn tỉnh sẽ trồng mới 385 ha. Để chỉ tiêu này đạt vào vượt kế hoạch, tỉnh đã chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát diện tích đất trồng, triển khai cho nhân dân đăng ký và chuẩn bị các điều kiện về giống, phân bón và hướng dẫn nhân dân kỹ thuật đào hố, trồng và chăm sóc sau trồng để tỷ lệ chè sống đạt cao. Bên cạnh đó, tiếp tục thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện liên doanh liên kết trong trồng chè để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Thời gian qua, công ty cổ phần dược Nam Sơn chi nhánh Sơn La đã xây dựng vùng dược liệu hữu cơ theo chuỗi liên kết sản xuất với các hợp tác xã, tổ hợp tác, góp phần bảo tồn nguồn dược liệu quý hiếm, tăng nguồn thu nhập cho các hộ dân vùng cao biên giới của tỉnh. Năm 2021, công ty cổ phần dược Nam Sơn chi nhánh Sơn La đã trồng dược liệu hữu cơ vi sinh theo chuỗi liên kết sản xuất với các tổ hợp tác xã ở các huyện Sốp Cộp, Yên Châu, Mường La, Quỳnh Nhai, Mai Sơn, Mộc Châu với gần 50 ha dược liệu, chủ yếu là cà gai leo, hà thủ ô, thảo quả, đằng sâm. Năm 2023, công ty xây dựng thêm vườn ươm cây giống dược liệu, diện tích 2 ha, gồm một khu thực hiện đóng bầu đất, một khu đã ươm được gần 26.000 cây cà gai leo theo phương pháp dâm hom, chăm sóc theo hướng hữu cơ vi sinh, phân trường ủ hoai mục, có sự giám sát kỹ thuật hàng ngày. Hiện công ty đang có trên 40 sản phẩm dược đông y phục vụ công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, dù được dự đoán sẽ có nhiều khó khăn, song ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên sẽ vượt qua mọi thách thức, giữ nhịp tăng trưởng ổn định để khẳng định vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của địa phương. Năm 2024, tỉnh Điện Biên phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp từ 4% trở lên, trong đó đẩy mạnh phát triển toàn diện sản xuất nông lâm nghiệp trên cơ sở cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp thì Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tham mưu cho ban tỉnh về huy động các cái nguồn lực tối đa trong vấn đề phát triển sản xuất nông lâm nghiệp.
Thứ hai nữa là sẽ phải tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện các cái chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là ba chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2024, ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên sẽ chủ động tham mưu tư vấn hỗ trợ các huyện trong phát triển vùng kinh tế như huyện Tuần Giáo tập trung phát triển cây mắc ca, huyện Mường Ảng phát triển cây cà phê, cây ăn quả, phát triển lúa chất lượng cao theo chuỗi liên kết giá trị. Huyện Mường Ảng đã xác định rất rõ quan điểm của huyện là thứ nhất là chúng tôi sẽ duy trì và giữ vững 400 ha cây ăn quả, thì trong đó đặc biệt là tập trung vào phát triển cây bưởi da xanh, cây vũ sữa hoàng kim và mít Thái. Thì cùng với 400 ha cây ăn quả này thì huyện Mường Ảng cũng sẽ tập trung chăm sóc và phát triển tốt 2.200 ha cà phê. Năm 2024, tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu tổng sản lượng lương thực đạt gần 283.000 tấn, tốc độ phát triển đàn gia súc tăng trên 3,7%. Ngành nông nghiệp sẽ thực hiện đồng thời các giải pháp tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn. Tỉnh đang tập trung vào các cái giải pháp chủ yếu sau đây. Thứ nhất là phần phải tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động về liên kết trong phát triển sản xuất, từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ gắn với thị trường. Thứ hai là sẽ tập trung vào đổi mới cái mô hình về phát triển trong sản xuất nông lâm nghiệp. Với sự đồng lòng của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, ngành nông nghiệp Điện Biên tin tưởng sẽ vượt qua mọi khó khăn, giữ nhịp tăng trưởng ổn định để thực sự nổi bật lên trên nhiều lĩnh vực, giữ vững vai trò trụ đỡ của nền kinh tế tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại khu nghỉ dưỡng Hâm Mông Villa ở huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ hội Gầu Tàu nhằm bảo tồn, phát huy giá trị nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Mông, đồng thời tạo thành sản phẩm du lịch để giới thiệu với du khách trong nước và quốc tế. Lễ hội Gầu Tàu là một nét văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc và cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Mông tại huyện Quản Bạ, với các nghi lễ như rước đầu lợn, dựng cây nêu và cúng trời đất do một thầy cúng có uy tín trong cộng đồng chủ trì để cầu phúc, cầu an, cầu cho bản làng yên vui, đồng bào may mắn, khỏe mạnh. Thì người Mông chúng ta thì cũng là truyền thuyết nói, thì là bây giờ cái lễ hội đặc trưng nhất của người Mông thì vẫn là lễ hội Gầu Tàu như hôm nay. Sau khi tham dự nghi lễ cúng trời đất, du khách và người dân được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trong lễ hội như hát dựng hội, hát đối giao duyên, múa khèn, đánh yến, đánh sảng, chơi quay. Đây là những hoạt động độc đáo, không thể thiếu trong lễ hội Gầu Tàu và mang lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách. Được xem những nhiều trò chơi dân gian hơn, ví dụ như lễ hội Gầu Tàu và ném cù. Mỗi lần xem xong thì cả gia đình và đến bản thân tôi cũng đã hiểu hơn nhiều về bản sắc dân tộc của người Hâm Mông ạ. Việc khu nghỉ dưỡng Mông Villa tổ chức lễ hội Gầu Tàu có ý nghĩa thiết thực, quan trọng nhằm giữ gìn, phát huy và tôn vinh nét bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc, gắn với quảng bá, phát triển du lịch, tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, thu hút du khách đến với khu nghỉ dưỡng nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung. Cái lễ hội Gầu Tàu trong giới trẻ của người Mông nó dần dần nó bị lu mờ đi, xuất phát từ ý thức được cái việc cần phải gìn giữ bảo tồn cái văn hóa bản địa của dân tộc đó. Thì tôi từ khi khu nghỉ dưỡng Hâm Mông Village đưa vào hoạt động, tôi đã cho tái hiện lễ hội Gầu Tàu đầu năm hàng năm, và đến năm nay năm Giáp Thìn là năm thứ 3 liên tiếp chúng tôi tổ chức lễ hội Gầu Tàu. Lễ hội Gầu Tàu là lễ hội lớn nhất có quy mô cộng đồng duy nhất và gắn với đời sống tâm linh, niềm tin của đồng bào Mông về sự ấm no, hạnh phúc, con cái đủ đầy. Đây là dịp để mỗi người con của dân tộc Mông đi làm ăn, đi công tác xa, có dịp về hội tụ với gia đình, bản làng để tụ họp, vui chơi, chuẩn bị bước vào một năm mới, vào một mùa vụ canh tác sản xuất chăn nuôi mới, với niềm tin và hy vọng vào một năm đủ đầy và no ấm. Thông tin thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 14 ngày 15 tháng 2 năm 2024.
Tỉnh Lào Cai nhiều mây, đêm về sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hứng nắng nhẹ, vùng cao trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Tỉnh Lai Châu có mây vài nơi, đêm về sáng trời lạnh, trưa chiều giảm mây trời nắng nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 27 độ. Tỉnh Điện Biên có mây vài nơi, đêm về sáng trời lạnh, gió nhẹ, trời rét, trưa chiều hứng nắng nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 30 độ. Tỉnh Sơn La có mây vài nơi, đêm về sáng trời rét, vùng cao rét đậm, gió nhẹ, vùng thấp trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 14 đến 29 độ. Tỉnh Yên Bái trời nhiều mây, đêm về sáng trời rét, vùng núi cao rét đậm, mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Tỉnh Hà Giang nhiều mây âm u, mưa nhỏ rải rác, đêm về sáng trời rét, vùng núi cao rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Tỉnh Tuyên Quang nhiều mây, đêm về sáng trời rét, vùng núi cao rét đậm, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Tỉnh Phú Thọ nhiều mây, đêm về sáng trời rét, vùng cao có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.